À, em chào chị. À, chị chào. Dạ. Em nghe chị báo là chị xem cái thông tin của anh Thuần mà có cái người em mà có cái một ruồi ở ngay ngực đó, phải không? Là chị nghi ngờ cái trường hợp đó ha. Dạ. À, chị tên gì? À, chị tên Sang. À, chị tên Sang. Ừ. Dạ. Rồi cái câu chuyện thất lạc của chị Sang như thế nào chị có thể kể cho em nghe được không? Chị đi làm năm hồi nhỏ năm 75 á. Ừ. Dạ. Nếu non nấu thì chị cũng không nhớ rõ đâu. Dạ. Tại chị chỉ có nhớ là có lúc đó mẹ chị dắt chị đi, trên tay mẹ chị có bồng một đứa em. Chị nhớ là nhà chị có một ông anh nữa, mà hồi đó là ba của chị rất là thương chị. Từ giờ đó ba chị hay cho chị đi 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 đu trên cái chân á, Dạ. nhà có cái tấm phản á, ba chị hay bỏ chị lên chân á, ba chị cho chị đu chân á, Dạ. cho đi máy bay trên chân của Dạ. người lớn hay làm đó. Dạ Đó em là chị nhớ. nhớ Ừ. cái khoảng đó. Em nhớ cái Rồi trò đó. cái xong cái đợt đó, cái ngày đó mẹ chị dắt chị đi, chị nhớ là như vậy. Dắt chị tới tới cái chợ, các mẹ kêu là con đứng đây đi, rồi mẹ mẹ vô mẹ mua đồ mẹ ra liền, là mẹ chị bước trước chị bước sau, là bắt đầu chị lạc từ đó luôn. Và chị có biết được cái địa điểm lạc hay là có nghi ngờ địa điểm lạc là ở thuộc huyện nào, tỉnh nào, thành phố nào không? Chị là chị ở đây, Đây là là đâu? chị đây là ở thành phố á, là cái ngày mà bà mẹ nuôi á, bà đem chị về là ở bà ở đường ray xe lửa, là ở Gò Vấp á, có cái đường Dạ. ray xe lửa, là bà hồi đó là bà ở đó, là Dạ. bà chị biết là bà đem chị về đó thôi, chứ Dạ. còn lúc đó chị không nhớ gì, chị đâu có biết gì đâu, lúc đó mới có 2 tuổi mấy 3 tuổi à. Dạ. Là chị nhớ như vậy thôi, Dạ. mà thấy như ảnh diễn tả thì chị thấy giống chị lắm, giống hoàn cảnh của chị lắm. Nhưng mà chị cũng có nốt ruồi, chị cũng có cái bớp bên tay trái luôn, À, bên ngực trái cái luôn hả chị? bớp bên tay trái, cái bớp của chị là cái bớp cái nốt ruồi son từ chỗ ngực cách ra 2 phân, giờ có một cái bớp nữa là cái bớp của chị là bớp màu nâu y như cái đồng tiền vậy đó, Ở đâu cũng bên chị? tay trái luôn, gần dưới cái bụng á, gần bụng á, từ cái ngực À. xuống có một cái bớp nữa. À. Và cái khi mà người nhận nuôi chị đó thì cũng nhận được ở ở ở ngoài đường hay là ở chợ hay là ở đâu? Này là coi như là người mẹ mà nuôi chị á, là bà nhận ở trong trại. Trong trại mồ côi. Dạ đúng rồi, tự vì hồi đó là trại tập trung á, bà kêu là vừa giải phóng á, là coi như là nhà nước á yêu cầu mỗi một người cán bộ phải đem về một đứa về nuôi, là bà già nuôi chị, bà đem về bà nuôi từ đó, rồi bà đặt tên cho chị. Còn hồi mà chị ở với ba mẹ chị á, là chị nhớ tên của chị á, ba mẹ chị hay kêu chị bằng bé bé thôi, chứ chị cũng không biết là tên chị là tên gì, không có nhớ đâu, chỉ cái bé bé nghe bé bé thôi, chị chỉ nhớ như vậy thôi. Chị nhớ là chị đi đi với mẹ chị, mẹ chị bồng một đứa em, tay dắt chị đi chợ, cái rồi mẹ chị kêu chị đứng, con đứng đây con chờ mẹ, mẹ vô mẹ mua mẹ ra liền, là mẹ chị bước bước đi một bước là chị đi sau cái là chị lạc luôn. Rồi cái tình tiết của chị thì em đã ghi nhận được qua cái lời kể của chị. Còn về cái việc mà của anh Thuần đó thì cũng xem khoảng năm sinh của chị và thất lạc em của ảnh thì là năm 1974, theo như sự chia sẻ của anh Thuần là như vậy. Rồi còn còn cái việc mà có trùng hay không đó thì thật sự là tất cả chúng ta ở đây cũng chỉ nghe kể lại, cho nên là thật sự là cũng không có cái căn cứ là mốc thời gian nào là mốc thời gian chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, bên chị á, bên chị thì cũng nghe kể lại, cho nên là nói để mà chính xác thì cũng không có. Dạ, vì vậy cho nên nếu đôi bên mà có cái sự mà nghi ngờ thì bây giờ khoa học nó sẽ chứng minh cái điều đó, thì xét nghiệm với nhau sẽ ra. Còn ngoài ra nữa đó thì cái câu chuyện của chị nếu ở trong cộng đồng và có ai thất lạc con về cái tình huống của chị thì cũng mong được cái sự lên tiếng.
Còn nếu mà tình huống của chị đó thì nó khác với tình huống của em anh Thuần, cái là em anh Thuần thì đang chơi ở sân rồi bỗng dưng mất tích, gọi là nghi ngờ người ta bắt cóc. Thì nếu ví dụ cái người mẹ mà ở trong câu chuyện của chị đó là cái người mẹ mà ẵm chị và ẵm một cái người lớn tuổi hơn nữa đó, thì chị có cái đó là người trung gian thì mới trúng với bên anh Thuần, có nghĩa là cái người mà Như ẵm chị là đó. mẹ chị á, mẹ chị bồng một đứa em trên tay á, thì dắt chị một tay bồng em đó, là đi chợ, tại đó là đi chợ, đi tới cái chợ có mẹ chị mới kêu là đứng đó đi chờ mẹ chị, mẹ một chút, mẹ vô mẹ ra liền, mẹ vô mua đồ mẹ ra liền. Thì mẹ chị vừa bước đi, trước là chị bước đi, sau là chị lạc từ đó. Thì ý em ở đây là cái người mẹ đó là không phải là mẹ ruột mà là người mẹ trung gian thì mới trúng ở bên anh Thuần. Còn mà bên anh Thuần thì rõ ràng là em của ảnh bị bắt cóc chứ không có người mẹ nào ẵm cái người em đó cả. Không có cái tình tiết như vậy. Vì vậy cho nên là đây là em ví dụ này, chẳng hạn như em anh Thuần đi lạc hoặc này kia đó thì có người mẹ nào đó và vừa ẵm em bé nhỏ và vừa dắt em con em anh Thuần đi, thì sau đó là em của anh Thuần bị thất lạc thêm một lần nữa ở cái ngôi chợ nào đó, tức là chị đó, thì nó mới trúng chị. Chứ còn nếu ví dụ như mà cái tình tiết thì rõ ràng là hai cái câu chuyện nó không có tình tiết giống nhau, vì chị thì có hình ảnh của người mẹ trong đó, còn mà em anh Thuần thì bị giống kiểu là mất tích, bắt cóc, thất lạc này kia đó. Đó thì cũng mong là ở trên cộng đồng có ai có câu chuyện tương tự mà mất mất con giống như chị vừa miêu tả ở khu vực ở Sài Gòn vào khoảng năm 1974 75 gì đó, thì có ai lên tiếng thì em sẽ cho chị hay. Nè nè, chị cảm ơn. Rồi ngoài cái hình ảnh đó ra nữa thì chị có còn nhớ gì thêm, có muốn chia sẻ điều gì thêm được không? Không, chị không còn nhớ gì, chị chỉ Không nhớ còn. được cái chừng đó thôi, từ lúc đó bé. Vậy cái tên Sang của chị là sau này là cha mẹ nuôi đặt lại cho chị ha. Dạ đúng rồi. Vậy chắc là chị lạc ở đó, xong đó rồi đưa vào cái trại trẻ mồ côi, xong đó rồi mới được cán bộ mỗi người đưa về người nuôi. Đúng rồi. Và chị có hỏi lại mẹ của chị là ở cái chỗ đó là cụ thể là ở phường mấy quận nào này kia không? Cái đó là bà kêu là hồi đó là ngay chỗ cái chợ Phạm Văn Hai bây giờ đó, là hồi đó là có cái trại. Phạm Văn Hai chắc là Phú Nhuận bây giờ á chị ha. Đúng rồi, bà kêu là tập trung vô cái trại đó đó. Bà kêu hồi đó coi như là nhiều lắm. Thất lạc. Bà kêu nhiều lắm. Người ta tập trung vô hết trong một cái trại. Rồi ok chị Sang, em đã nắm được cái nội dung câu chuyện rồi. Rồi có ai lên tiếng hoặc là bên anh Thuần có quyết định như thế nào đó thì em sẽ báo cho chị hay nha. Dạ 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 rồi rồi Bye rồi bye chị. dạ Chị Thảo là sinh năm 1970 ha. dạ Rồi hiện tại là chị ở đâu? em ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi em nghe chị Thảo nói là chị có nghi ngờ chị có liên quan đến câu chuyện của cô Dung đang tìm con ha. Dạ. Và cho em hỏi là chị Thảo là con lai hay là con Việt? Em cũng không biết là con Lai hay con Việt, nhưng mà tại vì người ta nói là em người Lai. Và chị Thảo cho em biết đó là chị nghi ngờ ở những điểm nào trong cái câu chuyện của cô Dung? Tại vì á, nghe coi clip của chú Đấng Dĩ á, thấy cô Dung đi tìm con, rồi cho nên là cô Dung nói là hồi đó cô Dung đi coi bói gì đó, cho nên thấy trùng hợp cái đó. Với thứ hai á, là cô Dung nói là không, lúc mà cho con á, không có giấy tờ gì hết, cho nên là cũng trùng hợp cái đó luôn, là hai cái rồi á. Cho nên em coi cái clip của cô Dung á, em mới tự nhiên em thấy hình của cô Dung á, là cái trái tim của em nó đánh mình phịch, là em bật ngửa xuống liền, là ông anh chồng nói mày làm gì vậy Thảo, nói trời tự nhiên sao em nhìn cái hình bả mà sao em tự nhiên em thấy em bật ngửa luôn á anh Tư, em nói với anh chồng vậy đó. Rồi, giờ chị cho em biết là trước đây cái sự xuất thân của chị là như thế nào? Xuất thân là lúc còn nhỏ lắm, ở đâu ngoài miền Trung, miền
hẳn gì đó em không có rành. Lúc đó người cái cô mà đi ra ngoài đó cổ chê rồi cái mấy lợi cô nhi viện cổ xin, mà trong đó có 15 đứa thôi, thì trong đó là em là đẹp được nhất mấy người kia, rồi cổ mới xin đi về đây vô Sài Gòn sống. Rồi cái vô Sài Gòn cũng được 2 ngày rồi cổ mới đưa về Vĩnh Long cho cái bà chủ trì á, bả nuôi em, bả nuôi rồi xong rồi cái là bả bỏ đi luôn, là em ở Vĩnh Long tới bây giờ cái mới đi lên thành phố tự lập tự sống mình luôn. Rồi vậy rồi ngoài ra nữa thì chị có nghe thông tin gì về người mẹ ruột của chị không? Em không có thông tin gì hết á, tại vì lúc còn nhỏ á bà chở em đi vô cái cô nhi viện á, rồi cái bà nói mày đứng ở đây đi rồi một lát nữa mẹ lại mày rước con, mà đứng hoài mà sao không thấy bà lại bà rước. Cái bà sơ á bà mới ra bà mở cửa bà nói mẹ mày bỏ mày rồi thôi mày đi vô đây đi chứ mẹ mày không có lại rước mày nữa, là không có giấy tờ không có hình cha mẹ ruột gì hết á. Vậy là chị nhớ điều đó hay là chị nghe kể điều đó? Nghe kể thôi chứ bà cũng có nói ngay trước mặt mình hả? Người người ta dắt mình vô rồi người ta nói cho mình nghe. Có nghĩa là chị không nhớ được cái sự kiện mà mẹ kêu chị ở đó, mà chị nghe kể lại là cái sự việc nó xảy ra như vậy. Gọi là bị biệt tâm luôn á, không có một lời nào mà trở lại hết á. Và chị có nghe kể lại là năm đó là vào năm nào không? Lúc chưa giải phóng á chú đơn vị. Và có đoán được lúc mà mẹ gửi đưa chị vô cô nhi viện đó là lúc đó chị bao nhiêu tuổi không? Cũng 2 tuổi mấy á. 2 tuổi mấy. Rồi, chị Thảo chịu khó tháo cái kính xuống cho em chút xíu nha chị Thảo. Rồi chị cúi cúi xuống thế này nè, đừng có ngửa mặt ra quá. Vừa vừa ha. Thì thưa chị là về cái câu chuyện chị nghi ngờ là chị liên quan đến câu chuyện của cô Dung đó, thì thật ra nếu mà gọi là để mà cái điểm chung đó, thì cũng cũng không không thấy mình nêu lên được cái điểm chung. Vì thứ nhất là chẳng hạn như từ cái việc mà từ cái năm này cho đến là cái sự xuất thân của chị thì cũng không có rõ ràng. Về con của cô Dung đó thì là lúc đó là cô nói là con của cô là cô gửi cho cái người bà vú nuôi đó, chứ cũng không phải là cái tình tiết mà mẹ đưa đến cô nhi viện mà mẹ bịu ở đó. Thì tuy nhiên đó thì là cái việc đó cũng có thể là xảy ra với một cái người trung gian nào đó để đưa chị đến đó, thì là chị người ta nghĩ rằng đó là người mẹ ruột, thì cũng có thể là như vậy. Nếu là trúng con cô Dung thì cái tình tiết đó xảy ra thì mới trúng con cô Dung được. Còn trước mắt đó thì là em cũng xin ghi nhận rồi em sẽ gửi cho cô Dung xem. Rồi còn cái việc mà tiếp theo nữa thì do cô Dung quyết định nha chị nha. Bởi vì chị cũng không có thông tin gì về người mẹ ruột, và cái cô nhi viện đó tên gì chị cũng không nhớ hả chị ha. Tại vì giải phóng rồi là người ta xin rồi là người ta đi nè, lạnh ai nấy đi rồi chứ không ai mà còn ở đó hết á, cũng không biết cô nhi viện gì luôn. Rồi ok chị, rồi em sẽ gửi cho cô Dung xem là thứ nhất nè. Thứ hai nữa đó là ngoài ra nữa thì ở trong cộng đồng mà ngoài cô Dung ra thì có ai nghi ngờ chị là con của người ta thì có ai lên tiếng thì em báo chị Thảo hay nha. Rồi vậy chị nha. Rồi, bye bye chị. Dạ. Dạ dạ.